Ngày 16 tháng 9 năm 2024, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã công bố trước toàn Đảng, toàn dân bài viết tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng, yêu cầu cấp bách của giai đoạn cách mạng mới. Những vấn đề tồn tại, những yêu cầu mới, thời điểm lịch sử mới. Tâm điểm, đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng, yêu cầu cấp bách. Thưa quý vị, trong bài viết tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng, yêu cầu cấp bách của giai đoạn cách mạng mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nêu rõ đất nước đang đứng trước thời điểm lịch sử mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, yêu cầu đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền để đưa dân tộc tiếp tục tiến lên đang đặt ra cấp bách. Bài viết đã phát đi thông điệp của người đứng đầu Đảng ta về những việc cấp bách phải tiếp tục làm và phải làm cho bằng được để đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng, để bảo đảm Đảng là người cầm lái vĩ đại, đưa dân tộc ta tiến lên mạnh mẽ. Bài viết đã làm nức lòng cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước. Tất cả đều phấn khởi, kỳ vọng vào một thời kỳ phát triển mới, nhanh hơn, bền vững hơn dưới sự lãnh đạo của Đảng. Với bản chất của một đảng khoa học, cách mạng và chân chính, việc đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền luôn được Đảng ta đề cập và thường xuyên thực hiện để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng thời kỳ, từng giai đoạn. Đại hội 7 của Đảng lần đầu tiên đề cập đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng. Liên tiếp các kỳ đại hội sau đó, Đảng ta đều đề cập đến vấn đề này và tiếp tục bổ sung phát triển quan điểm về phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng. Nói về cái sự lãnh đạo của Đảng ấy, thì thường người ta hay đề cập đến hai nội dung. Thứ nhất là nội dung lãnh đạo, là trả lời câu hỏi ấy, là lãnh đạo cái gì, tức là làm những việc gì. Và thứ hai là chúng ta bàn về phương thức, đó là lãnh đạo bằng cái gì, là phương pháp, cách thức tiến hành một cái công việc nào đó để đạt được cái mục tiêu mình đề ra. Thế thì ở đây ấy, cái vấn đề trong Đảng ấy, đặt ra cái vấn đề về đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo, thì có thể nói ấy, là các nhiệm từ khi Đảng ra đời cho đến các nhiệm kỳ gần đây là đều được đặt ra một cách quyết liệt và bài bản. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, với phương pháp cách thức cầm quyền dân chủ khoa học thường xuyên được đổi mới phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ từng thời kỳ, sự nghiệp cách mạng Việt Nam nói chung, sự nghiệp đổi mới nói riêng đã lập nhiều kỳ tích, đạt được thành tựu vĩ đại. Tuy nhiên, việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ rõ. Vẫn còn tình trạng ban hành nhiều văn bản, một số văn bản còn chung chung, dàn trải, trùng lắp, chậm bổ sung, sửa đổi thay thế. Một số chủ trương, định hướng lớn của Đảng chưa được thể chế kịp thời, đầy đủ hoặc đã thể chế nhưng tính khả thi không cao. Mô hình tổng thể của hệ thống chính trị chưa hoàn thiện, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của tổ chức cá nhân, người đứng đầu có nội dung chưa rõ, phân cấp, phân quyền chưa mạnh. Mô hình tổ chức của Đảng và hệ thống chính trị vẫn còn những bất cập, làm cho ranh giới giữa lãnh đạo và quản lý khó phân định, dễ dẫn đến bao biện, làm thay hoặc buông lỏng vai trò lãnh đạo của Đảng. Cải cách hành chính, đổi mới phong cách, lề lối làm việc trong Đảng còn chậm, hội họp vẫn nhiều. Do vậy, cần phải cấp bách đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng. Người dân, cán bộ, đảng viên cũng rất mong chờ là Đảng đổi mới cái phương thức lãnh đạo để làm sao cho cái phương thức lãnh đạo này nó hiệu quả, nó kịp thời, nó bắt nhịp được với cái cuộc sống, kể cả với cái bối cảnh quốc tế. Thế cho nên là tôi rất đồng tình với cái quyết tâm của đồng chí Tổng Bí thư là muốn là đổi mới cái phương thức lãnh đạo làm sao cho nó hiệu quả hơn, làm sao cho cái bộ máy của Đảng nó năng động hơn. Đấy, làm sao những con người ở trong cái bộ này, máy này vừa thay mặt Đảng để cầm quyền ở các cái lĩnh vực công tác khác nhau đấy, là phát huy được cái hiệu quả cao nhất của mình. Yêu cầu đặt ra với cái vấn đề đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng hiện nay ấy, nó cả là vấn đề rất cấp thiết, cả về cái vấn đề lý luận, cả về vấn đề thực tiễn, cũng là góp phần để nâng cái tầm mà lý luận, nâng cái tầm năng lực lãnh đạo của Đảng lên, thì có như vậy thì mới đáp ứng được cái yêu cầu, cái nguyện vọng và cũng là cái mục tiêu mong muốn là Đảng ấy
không có mục tiêu gì khác ngoài cái mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Như vậy, có thể thấy đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng là yêu cầu rất bức thiết đặt ra từ thực tế. Cần phải làm ngay, vừa quyết liệt, vừa kiên trì. Bởi như lời Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nói, thực tiễn đổi mới luôn vận động phát triển, đòi hỏi đổi mới không ngừng phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng trên cơ sở kiên định các nguyên tắc của Đảng. Thấm nhuần lời dạy của Tổng Bí thư Lê Duẩn, phải lãnh đạo chặt chẽ và có nguyên tắc, không bao giờ lung lay trước những khó khăn, thử thách của cách mạng.